Tiếp tới bài hát Thanh Thư. Thanh Thư hát rồi. Mắt mờ rồi vậy. Ngọc Bảo Anh nghe. Ngọc Bảo Anh. Mời Ngọc Bảo Anh. Ai ạ? Cái này là gì mà bay dữ mấy cô? Cẩn thận nó bỏ lựu đạn nghe chưa. Thôi quý vị, chồng ta vui vậy đó mà đặc biệt lắm á nghe. Năng lượng phải không? Năng lượng. Mai mốt mà mấy anh chị ca sĩ mà lúc mà hát ở đây mà ngồi đợi á, ngồi niệm Phật đi là chút ra hát sẽ thấy đặc biệt dữ lắm. Hay lắm á. Một ngày nhà Đức giảng 4 buổi, tính ra 60 buổi luôn, mà giảng hoài mà cũng có năng lượng nữa. Mà làm gì có coi sách không? Không, chỉ có niệm Phật à. Mỗi bài giảng khác ngộ ghê á, thấy không? Hồi sáng bài sớm rồi thấy chưa, mới có 3 giờ mấy thôi là một bài rồi, thấy không? Nên ngồi niệm Phật đi, một chút sẽ hát dữ lắm nha. Mà không có run nghe không? Niệm Phật một chút ra hát không run một miếng nào luôn. Mời Ngọc Bảo Anh. Bảo Anh xin phép được gửi lời chào đến tất cả các quý vị Phật tử đã tụ họp về chùa ngày hôm nay. Và cảm giác đầu tiên hôm nay Bảo Anh rất cảm thấy rất là vui. Và con xin gửi lời chào Thầy A Di Đà Phật. Con có coi Thầy ở trên kênh YouTube rất là lâu, bởi vì mẹ con có đến đây để tu Phật Pháp cũng một thời gian. Và cũng là một cái cơ duyên con được kết nối với lại chị Hoa Hậu Kim Thoa để được đến đây và hát phục vụ văn nghệ cho tất cả các Phật tử ở đây. Và con xin chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị Phật tử. Vì đây lần đầu tiên con đến, và trong một cảm giác không gian như thế này, đó lần đầu tiên con hát trong một khán phòng, trong một cái hội trường mà cả ngàn chục người như thế này, nên con cảm thấy rất là vui. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Một bậc ca khúc của nhạc sĩ Thái Khang, con xin được gửi đến, được mang tên Hoa Vô Thường. Và đây là một bài hát được Bảo Anh hát lại, Bảo Anh rất là thích, bởi vì kiếp nhân sinh giống như một đóa hoa vô thường, nhưng mà thực sự chúng ta đang sống trong một cái thế giới gọi chỉ là cõi tạm mà thôi. Và bài hát này đã nói lên rất là nhiều tâm tư của cái kiếp người vô thường. Và hôm nay con cũng muốn chia sẻ thêm là bởi vì con cũng sinh ngày 19 âm lịch và pháp danh là Diệu Hạnh, nên con cảm thấy rất là may mắn bởi vì mình được sinh ngay đúng ngày vía mẹ Quan Âm luôn. Và xin cảm ơn ạ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trên sông cánh hoa kia rơi, lăn tăn theo sóng nước trôi xuôi dòng. Về đâu một kiếp hoa, bông hoa không héo tàn, ngày mai ai lại biết ôi vô thường. Vô minh che khuất lấp trong nhân gian, bao mê vây kín thế thái nhân tình. Đời như một giấc mơ, chỉ thoáng qua trong kiếp người,
nguyện ơn trên từ bi sáng soi tâm hồn. Mong sao cho thế gian không còn khổ đau trong kiếp nhân sinh, con xin khoan hết âm đai từ đại bi khu khổ nhân gian. Ngày dương ban từ bi cam lộ đổ khắp bao la phương trời, tình tâm con hành kính xin nguyện ngài. Mong sao cho thế gian muôn loài bình yên dứt hết khổ đau, con xin khoan thế âm hành nguyện từ bi soi sáng thân tâm. Về nơi tựa từ bi con dâng lòng dứt đi bao phiền, nhưng danh hiệu ngài khoan thế âm Bồ Tát. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme đời như mùa giấc mơ chỉ thoáng qua trong kiếp người, nguyện ơn trên từ bi sáng soi thân con. Mong sao cho thế gian không còn khổ đau trong kiếp nhân sinh, con xin khoan thế âm đại từ đại bi của khổ nhân gian. Lòng dâng ban từ bi cam lộ đổ khắp bao la phương trời, tình tâm con hành kính xin nguyện ngài. Mong sao cho thế gian muôn loài bình yên dứt hết khổ đau, con xin khoan thế âm đại từ đại bi soi sáng thân tâm. Về nương tựa từ bi con dặn lòng rước đi bao phiền, nhìn danh hiệu ngài khoan thế âm Bồ Tát. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị. Thật sự hôm nay con cảm thấy rất xúc động, bởi vì con thấy rằng con sinh ngay ngày 19 của mẹ, cuộc đời con quá nhiều khó khăn và gian truân, một điều gì đó rất là tâm linh mà khiến con phải đi đến Phật pháp. Cho tới giờ này con biết là con trải qua tất cả những khó khăn và biến cố trong cuộc sống cũng nhờ có Đức Phật. Ngày nào con cũng niệm chút đại bi cả, nhưng hôm nay con không kèm được nước mắt. Con xin phép được khóc. Hôm nay là lần đầu tiên con trải lòng mà con rơi nước mắt thật sự như thế đây.
Con không biết nói gì hơn cả. Con chỉ muốn khuyên tất cả mọi người rằng chúng ta đang có mặt trên cõi đời này, chúng ta đang sống, đó là một niềm hạnh phúc rất là lớn. Không có điều gì có thể so sánh bằng. Chúng ta được là một kiếp con người, chúng ta hãy trân trọng từng phút giây của chúng ta. Và tất cả chúng ta phải đều có Phật Pháp mới có thể vượt qua được. Con đã từng trải qua rất nhiều. Và nếu như không có Phật Pháp, không có những cái niềm tin mãnh liệt trong con, có lẽ con đã bị gục ngã từ rất lâu rồi. Và cho tới từ bây giờ, con vẫn luôn luôn mỗi ngày, con và gia đình đều phát tâm đi cúng dường và tụng kinh Chúa Đại Bi để xin giải tất cả những cái nghiệp chướng của mình đã từng trải qua do vô minh, do từ nhiều đời nhiều kiếp mà con đã tạo nên mà con không biết. Nhưng mà con vẫn biết rằng hiện tại con được sinh ra, con có giọng hát như vậy, đó là do kiếp trước con cũng đã gieo duyên cúng Phật, cho nên con mới được như ngày hôm nay. Nhưng con vẫn còn những cái nghiệp mà con phải trả, con vẫn phải tồn tại để con biết cái nghiệp mà con vượt qua. Nên con xin, con thấy mọi người cũng hướng về Phật Pháp và thực sự đặt hết cái tâm mình vào, con cảm thấy rằng cuộc sống này thực sự nó rất là đầy ý nghĩa. Con chỉ muốn nói tất cả mọi người là chúng ta hãy luôn luôn có Phật ở trong tâm. Con xin cảm ơn. Con xin cảm ơn Thầy. Lần đầu tiên con được đến đây và được gặp mặt trực tiếp Thầy và hát cũng như là cho Thầy nghe và tất cả các quý vị Phật tử ở đây. Con cảm thấy rất là vui, vâng, con xin chúc Thầy sức khỏe thật là bình an và sống lâu trăm tuổi. Một ạ, thôi đừng buồn nữa, niệm Phật với anh đi hết buồn. Quý vị niệm Phật với con với lại Bảo Anh nha. Bảo Anh là người em chung với con của Bước Chân Hai Thế Hệ, mà cũng 5-6 năm mà mới gặp lại. Nghe thấy em khóc rồi chắc có cái gì để buồn lắm. Thôi đừng buồn nữa, niệm Phật đi, vui liền. Nè, niệm Phật với anh nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 À, vui không? Cho Ngọc Bảo Anh thêm tràng pháo tay thiệt lớn quý vị. Có khi Nhân Đức tổ chức mấy chương trình khiếm thị quý vị. Nhìn có nhiều người mù mà còn cục hai cái tay, cục hai cái chân lết. Vậy mà họ lại chùa mình, họ cười quá trời. Hiểu không, hiểu không? Nếu mà chúng ta nhìn lên quá thì mình thấy mình cuộc đời mình cũng rất khổ quý vị. Nếu nhìn xuống chút thì mình thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Thấy không? Nên là trong cuộc đời chúng ta có cái khổ đau mới thấy được cái cuộc đời này như thế nào. Nếu như chúng ta nằm nơi cái niệm ấm chăn im không thì chúng ta sẽ không biết được mọi người xung quanh chúng ta như thế nào đâu quý vị ạ. Ví dụ như giờ Ngọc Bảo Anh cũng có những cái khổ trong cuộc đời, nhưng mà chắc chắn 100% trong cái cuộc đời này con người ai cũng có cái khổ, đúng không? Mọi người đều có cái khổ quý vị ơi. Đó, nên mong rằng mình học Phật Pháp không phải học Phật để mà chúng ta cầu tiêu nghiệp đâu quý vị. Mà cái nghiệp là do chúng ta nắm giữ mà nó không tiêu. Nếu như học Phật mà muốn nghiệp tiêu thì chúng ta đừng có nhớ đến những cái vị vãng đã qua thì nghiệp tự tiêu. Nhớ nha quý vị. Thật sự mà nói cuộc đời như Đức 5-6 tuổi mất mẹ. Nhưng Đức đứng ngay chân cái cây sau hè mà Nhưng Đức cảm giác như mình mãi mãi mình không bao giờ gặp mẹ. Nếu như ai đã từng mất mẹ, cảm giác như mình sẽ không bao giờ gặp mẹ, lúc đó nó đau khổ vô cùng. Và cuộc đời rất gian chung quý vị. Sau này Nhưng Đức học Phật rồi, Nhưng Đức nói với mình, chính mình nghe, tất cả cái khổ đó là nền tảng để bước đến chỗ thành công. 100% với quý vị luôn.
nhớ. Mà nhiều người thế gian người ta bị cái khổ làm cho người ta bị cứng đi quý vị, làm cho người ta bị già đi và cứng đi và nặng nề đi. Nhưng Đức khuyên tất cả quý vị, dù cuộc đời quý vị có gặp bao nhiêu cái khổ đau trong cuộc đời, nhưng nếu khi quý vị đã gặp Phật Pháp, quý vị hãy dịu cái tâm lại và hãy sống những ngày tháng mà chúng ta được gặp Phật Pháp. Nên những Đức thường đọc bài kệ không? Vị vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Đúng quý vị. Nên trong kinh Phật nói rằng nếu như á, cái nghiệp chúng sanh tạo mà có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới này cũng không có chỗ chứa nữa. Nên chúng ta đừng bao giờ nói cái nghiệp của mình nặng, mà trong cuộc đời ai đi đến đây đều có nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Cái nghiệp là cái chúng ta không thấy được, mà cái chúng ta thấy được trong cuộc đời thì chúng ta lại không hiểu nó là một cái vai trả trong cuộc đời để chuyển xây, mà chúng ta cứ đặt mình vào đó là cái nghiệp nặng. Đừng bao giờ cho, đừng bao giờ ai cho mình là nghiệp nặng nha quý vị. Chúng ta tự nhiên cười lên cái là nghiệp chúng ta nhẹ liền. Cười lên cái là nghiệp nhẹ vậy ơi. Đúng không? Đó. Không lẽ bây giờ Ngọc Bảo Anh chúc những đứa sống tới 100 tuổi, trong khi mỗi ngày những đức lo cho 2.000 người, những đức chạy đôn chạy đáo mà đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Sống tới 100 tuổi mà nếu mà những đức cực vậy thì sống 100 tuổi làm chi? Sống thọ làm chi quý vị? Nhưng mà những đức sống rất là vui, sống rất là tốt, thì cảm ơn Ngọc Bảo Anh đã chúc những đức sống thêm 100 tuổi để những đức làm được nhiều việc tốt. Đúng quý vị? Nên trong cuộc đời chúng ta lời chúc tụng thì cứ chúc đi. Nhưng chúng ta sống bao lâu thì cái đó là cái số mệnh của mình. Cứ khi chúc vậy mà ngày mai chết không chừng. Trong cuộc đời này, đặc biệt nhất là sống một ngày, sống vui một ngày. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không quý vị? Nên mong Ngọc Bảo Anh những vị vãng buồn cho qua đi. Cho qua. Ơi. Bây giờ làm ca sĩ là nhiều người ta muốn làm ca sĩ mà còn không được. Bây giờ tôi muốn hát một bài hát con cò bé bé mà hát còn không được. Quý vị hát quá chèn luôn. Nếu mà bây giờ nhiều người không bằng mình đó, nhiều người không bằng Ngọc Bảo Anh đó. Mà nếu mà Ngọc Bảo Anh mà nhìn lên những ca sĩ nổi tiếng thì Ngọc Bảo Anh không bằng người ta. Nhìn những người quá thành đạt thì mình không bằng người ta. Nhưng người nhìn thấp một chút thì người ta, nhiều người không bằng Ngọc Bảo Anh. Đúng không? Thì cái khổ đau gì đi chăng nữa mà cũng trả lại cho mình một cái điều hy vọng rồi còn gì. Nên từ hôm nay Ngọc Bảo Anh nên nghe những đức giảng thêm vài bài, thì tự nhiên Ngọc Bảo Anh sẽ cười nghe. Kỳ sau đến đây đẹp, thiệt là đẹp. Đẹp hơn bây giờ nghe. Rồi.